Có nước là nó bơm, mà hết nước là nó ngừng. Cái này là bộ lấy thủy lực nè. Mình giới thiệu qua cái bộ lấy cơ nè. Đây là của hộp ha. Chiếc nào? Chiếc này nè. Chiếc nhỏ trong này hả? Ừ. Chiếc nhỏ là bữa hổm ở đa, chủ nhà người ta lắp xong rồi chạy không được đó rồi. Đúng rồi. Rồi chuyển về rồi giờ mình lắp nè. Làm biết cái nền nó bị làm nhiều lần á, rồi người ta làm sao đó mà cái lường nó bị hót bởi vì chạy nó phóng quá trời luôn. Rồi cái mình chỉnh lại. Bữa hổm lại để xuống đúng. Nước vô dốc chân nè. Ờ, đúng ra nó nhảy là vô nước là do cái cốt láp người ta làm nó không có theo cái đúng cái kiểu á. Nước bữa hổm là chảy tỏn luôn, tỏn ngay cốt láp á. Là bơm suốt luôn. Cái trắng nước thấy vậy chứ cũng căng lắm. Trời ơi, một cái được. Làm cái lường nó bị hót lên, đúng ra nó có hai cách để mình xử lý. Một là mình phải đắp giá cái lường cho phẳng lại. Cái lường mà nó bị hót vì là chạy nó hít nước nó nhảy à. Bây giờ mình không có đắp cái lường được á, mình làm cái cách khác, cách thứ hai. Cách thứ hai thì nó nhanh hơn, đơn giản hơn. Chứ úp lại mà sửa cái lường nó lâu lắm. Hai nữa lúc đó lắp đặt máy rồi cho nên cũng ngán đem cục máy lên để mà úp cái cano lại rồi mới làm cái lường được. Nãy như lỗi do cái lường bởi vì nhảy quá. Bây giờ chạy nãy mình thấy nó cũng ổn ha, chạy cũng êm mà đã hết nhảy rồi đó. Quý anh em xem lại cái đoạn mà chạy lúc mà chưa sửa nè nha, nó bị nhảy nè, quý anh em xem thử nha. Rồi lát nữa mình quay cái đoạn mà làm như thế nào để cho nó hết nhảy á. Sẵn trong cái video này mình giới thiệu sơ cho mấy anh em biết ha. Cái về cái bộ lái cho cano. Cái này là bộ lái thủy lực nè. Bộ lái thủy lực. Đó, nó gồm có mấy chạy nhớt ha. Hai chạy nhớt của Ấn Độ nha. Cái hộp nó đây, lấy ra cái ruột đây. Là bộ lái thủy lực đó, là mình gắn cái vô lăng đây nè. Mình mua vô lăng, mình gắn vô, mình quay. Nó bơm nhớt cho hai cái ống này. Như vậy là cái bộ này chưa có cái ti bơm nha. Mình mua thêm ti bơm nữa. Mà nói cái bộ này không là 9 triệu rồi. Ha. 9 triệu nếu mà thêm cái vô lăng này. Thêm cái vô lăng này 1 triệu mấy nữa. Đó, rồi thêm cái ti ben để mà đẩy bánh lái nữa đó. Mấy anh em thấy là cái bộ lái thủy lực nó không có rẻ tiền. Mười mấy triệu. Mười mấy cho tới 20 triệu chứ không rẻ đâu. Đó, còn bộ lái cơ thì rất là gọn nhẹ. Nhưng mấy cái này á, là người ta dùng để người ta lái cho những cái chiếc lớn á. Chiếc mà trọng tải nó nặng á, chứ còn cano cỡ 6-7 như cái chiếc cỡ 7m7 ở tiệm mới lắp á, lái bằng lái cơ vẫn khỏe ghê ha. Cái bộ lái cơ thì nó giá nó mềm hơn. Giá nó mềm hơn những cái bộ thủy lực này. Mấy nè anh em nào có nhu cầu thì thấy nó có á. Thấy nó có lấy về nó giao cho mấy anh em. Đây có mấy cái bộ lái mình giới thiệu qua cái bộ lái cơ nè. Cũng tùy theo cái chiếc của mình ha, dài hay ngắn mà mình xài cái cọng này nó ghiêng, nó ghiêng hết. Mình nói mà mang tiếng một bộ chứ mình mua cái quay nè. Ăn cái ổ quay nè, nó ghiêng. Cái vô lăng ghiêng. Vô lăng mình muốn mua loại nào mua. Dây thì nó dài ngắn. À. Mà cái này là của Ấn Độ nha, của Ấn Độ thấy xài có lý, còn của Trung Quốc giá nó rẻ hơn được vài triệu nhưng mà thấy xài chưa vậy trơn hư rồi. Ở đây bữa hổm mình thấy có một cái bộ đó bà con người ta xài á, chưa vậy trơn hư rồi. Đó, cái bộ lái Ấn Độ nó vậy á. À. Bên trong á có xuống cho tôi không? Bên trong là mấy cái con bù lon này nè, nó bằng thao á, bằng nhôm luôn chứ không phải bằng thao là của Trung Quốc nha. Đó, mấy anh em nào có nhu cầu thì liên hệ với Thái ha, tùy theo cái cọng thước lái này nè, nó dài hay nó ngắn mà giá khác nhau. Ví dụ như giờ cái chiếc cano mình nói như chiếc cụ thể như chiếc 6m3 đi, 6m3 vậy là mình mua cái sợi dây
thì dày 6.4 hả? Còn như chiếc 5.4 thì mua cộng 5.7 đó vậy đó. Mà thí dụ như anh em có nhu cầu liên hệ với Thái ở chiếc cano của tôi, là tôi đặt cái ở phía sau lái ha, rồi cái chiếc của tôi mấy mét thì Thái nó tư vấn cho mình cái cộng dây bao nhiêu, mà cộng dài ngắn là cái giá nó khác nhau ha. Trung bình thì nó cũng bây giờ nó cũng nằm hàng 5x mấy hả? 5 triệu mấy á. Còn mình sẵn đây mình giới thiệu thêm cái nữa. Đây mấy cái bơm nước tự động ha. Đồ lấy rồi coi rồi. Bên trong nó có cái phao á, có cái phao cháy nổi á, khi mình đặt xuống cano á, có nước mưa, có nước mưa hay là này kia là nó tự nó bơm. Nó bơm rồi nó tự nó tắt, nó thấy bớt nước cái cháy nổi nó hạ xuống là nó không bơm nữa, mà cái nước nhiều lưng lên là nó bơm tự động. Đó, cái loại nó có hai loại, loại 12V ha. Loại 12V thì cái giá hiện thời nó cũng tầm khoảng 400 ngoài. Giá ở tiệm Thái nha. Còn cái loại 24V giá nó tới 600 mấy. Để chút thì nó test thử cho mấy anh em xem cái này nó có 3 sợi lên nha. Chút hướng dẫn cho anh em xài thì luôn thấy. Chút hướng dẫn. Để chút test rồi hướng dẫn luôn nha. Có đèn pha không? Luôn đèn pha đó mắc không? 650. Cái đèn 650. Vậy là cháy màu đỏ ha. Màu đỏ thì đi ban đêm dễ thấy hơn cái màu trắng. Thích hợp với sông hơn, với sông. Cái màu trắng chứ mở lên nó cháy lạ. Cái màu đỏ chứ mình đi ban đêm dưới sông thấy đè thấy đường dễ lắm. Này cái mấy cái chỗ để mình bơm châm dầu á. Mình gắn vô cái bình dầu. Mở lên xây ra. Đó, mình châm dầu vô. Inox 304. Nó bằng inox đó nha. Anh em nào có nhu cầu thì mua thì Thái nó bán. Còn mình lắp cano thì mấy anh em có nhu cầu thì Thái nó lắp cho vô cano luôn. Điên xem. Chá quá, chá cái điện thoại. Dầu ha, kiểu đi xem nè. Để test thử cái đó cho mấy anh em xem. Có nước là nó bơm, mà hết nước là nó ngừng. Nó có 3 sợi để thấy nó test rồi mình quay cho mấy anh em biết đường câu. Biết đường mà kết nối dây á. Đây mấy anh em. Cái loại này 12V nha. Cái bơm tự động này á, là nó có 3 sợi dây, nó có 3 màu khác nhau. Ha. À, mình bỏ cái sợi đỏ ra đi nha. Đó. Giờ mình trước mắt mình thử hai cái sợi dây, một sợi dây xanh, sợi dây đen. Sợi xanh này mình đưa vô cái cọc dương nha, cọc cộng á, cọc cộng trong cái bình á. Rồi mình đưa cái cọc đen, cọc xanh á vô cọc dương rồi đấy, cọc nóng đó. Đun vô mát. À, rồi sợi đen á là có không thấy đó, sợi đen á câu vô trong mát. Sợi đỏ đó là kích thôi, kích bên cái cọc dương nha. Bơm tay. Là nó bơm tay nè. Mình bơm tay là mình tích cái cọng nó vô đó, mình làm công tắc. Mình làm công tắc kết nối cái chỗ đó đó. Khi mình tắt thì nó không kết nối được. Khi mình nhập vô là bơm. Còn bình thường á là mình không cài cọng đỏ đó nha. Mình chỉ câu cọng xanh với cọng đen ra bên trừ thôi. Cọng xanh bên cọng. Bắt đầu ở đây nè, nếu mà trong cano mình mà nước nó vô đủ nước ha, là nó bơm lên á. Để mình xả nước vô cho nó đủ nước rồi nó bơm lên cho coi nha. Nó có cháy nổi bên trong á. Khi nước nó lên đủ cái cháy nổi nó nâng lên, cái nó chạm vô trong cái mạch điện á, là nó tự bơm. Bơm khi nào cháy nổi nó hạ xuống, nước ít á, nó hạ xuống là nó tự ngắt. Đó, để chờ nước nó đun xả vô ha. Thử đây. Phải bơm sao cho nó ra ngoài được, cho nó tự ngắt luôn. Mấy cả gắn vừa không có cái ống vừa biến lấy cái ống chơi vừa chơi không giờ hoài nó có nước là nó nổi cái nổi là nó bơm ra ha. À, giật nước bớt là ngưng liền. Hết nước giùm bình luôn. Nước thì nước yếu chịu rồi. Chắc coi tới sáng luôn cái sông này.
chung là nó vậy đó, nó đủ nước là nó sẽ bơm, bơm tự động, mình khỏi có lo tát ha. Rồi khi nước cạn xuống là nó tự ngắt vậy đó, nó giờ nó đâu bơm nữa đâu. Nước không đủ cho trái nổi nổi lên á là nó tắt ngắt à. Đó, mấy anh em có nhu cầu thì liên hệ Thái nha. Còn đó là mình kích cái mối nóng á, mối cộng dây đỏ đó, mình kích vô cái dấu cộng á, cái cọc bình cộng á là nó sẽ bơm lên á. Vậy nha, các anh em có nhu cầu thì liên hệ Thái. Mình thấy cái này tiện lắm á, giới thiệu cho mấy anh em xài. Cái lường nó bị hót á cho nên mình không có đắp cái lường được, mà mình xử lý bằng cái định hướng cái mũi á. Lấy mình lấy cái này mình dằn nó lại. Chứ cái lường nó nè. Lên nữa đi. Thấy gác suốt nè, nó bị dảnh trơn rồi, cái lường á. Rồi cái mình mới làm hai cái miếng hai bên vậy đó. Rồi là mình chạy là đó là cái cách đơn giản nhất, dễ làm nhất. Thấy mình rồi mấy anh em xem lại nó chạy nè. Người ta sửa cái lường được hay hơn, nhưng mà nó lâu hơn, làm khó hơn. Còn mình xử lý cái này là giống như chữa cháy, xử lý chữa cháy, nhưng mà nó vẫn ổn ha, không nhảy ha. Những cái phương pháp đó mấy anh em có thể áp dụng được cho mấy cái cano nào bị nhảy ha. Đây cục máy đây, cột sơ sơ ha, cục này nữa lắp chiếc 6m3. Ủa, tên họ gì đâu mất tiêu rồi. Nhưng mà theo thông tin thì mình biết cục này là 4GH nha, 50BS turbo hộp số. Này ở bên cơ sở đại điệp á, gửi qua để nữa lắp cái 6m3 cho mà khách. Tên nó gì hát danh ma ha. Này vô danh mất tên tuổi hết rồi. Nó có mấy cái mạc đây nè, mấy cái mạc tên tuổi ở đây, tua ở đây. Mấy loại này thì mình biết là như tua 3/4, 3/6 vậy đó. 3/4, 3/5, 3/6. Nó nằm ở cái trạng đó, mình cũng quên, nó lâu quá mình không nhớ. Cái sông xà no này á, mấy cái xà lan chở cát là đi sắp hàng luôn rồi nè. Chở cát này là chở để góp phần xây dựng mà. Có cát mới xây dựng được. Lúa đổi cát để mình xây dựng rồi chứ. Trước ngồi chơi. Lái được không? Tôi qua tôi lái cho. Lấy giùm ha. Ừ.
Rồi giờ tiếp tục chạy về. Mình đang ngồi trước phía tắt máy, tắt máy tút phía trước luôn ha. Xe thì chuẩn bị đi thành phố, chở cái cano đó đi thành phố. Đây là cái chỗ mà vật liệu xây dựng đó mấy anh em. Đó là ngã ba Dầm Sáng nha. Ngồi trước mà sống nó hất, nó giống như là nó hất coi mình như miếng giấy nhà te. Rồi cũng về tới tiệm của Thái ha. Mình cũng kết thúc cái video đi cái chiếc 7m7 mà để giao cái chiếc 5m9. Giao cho khách hàng chiếc 5m9 á. Kết thúc cái video đây. Rồi hẹn quý khán giả mình ở cái video sau để mà xem những cái chiếc này ha. Dài dài.
xem giải trí chơi thôi. Rồi chúc quý khán giả mình có một buổi chiều vui vẻ. Giờ chỉ chuyển cục máy lên nữa thôi chứ cũng không có gì. Mai chắc chuẩn bị xuống cục máy cho chiếc du thuyền đó quý khán giả. Còn ở đó mấy chiếc cano nữa ha. Rồi đó rồi, làm hoài.